Chào mừng các bạn đã đến cái buổi khai trương cửa hàng to hú hồn của mình. Hôm nay là một ngày mà làm thế nào để tả cho các bạn hiểu được cảm giác của mình bây giờ nhỉ? Vừa vui, vừa xúc động, vừa mệt nữa. Từ sáng đến tận bây giờ là chiều là không được nghỉ một tí nào cả, cứ đứng trên một đôi giày cao gót như thế này để tiếp khách cửa đông một một. Làm thế nào để cho các bạn biết được là ở đây có lắm hoa đến như thế nào? Quay. Đây, ở kia. Nữa đã thế ở trong nhà còn rất nhiều. Hôm nay mình thật sự là mình không nghĩ là lại có nhiều người thân bạn bè, người khách hàng, người hâm mộ của mình gửi đến cho mình hoa đẹp như thế này. Mình chỉ lỡ mình nói là chị Mai thích hoa lắm nên hôm nay là mọi người tặng hoa chị Mai nhé. Thế là hôm nay nguyên cả cái đường Đồng Đen này là chị Mai thầu hết luôn rồi. Bây giờ không biết làm nào về đống hoa này. Thật sự đối với mình là nó là một niềm vui không thể nào mà tả nổi. Đây, mình sẽ zoom một lượt. Còn là cảm ơn tất cả những cái bạn bè rồi là những khách hàng tặng cho mình những bó hoa nó đẹp, nó lộng lẫy đến như thế này. Trời ơi, đó nào, xem một vòng ở trong kia còn nhiều hoa lắm nữa cơ. Có nhiều bạn thắc mắc là ngày khai trương của chị Mai thì nó sẽ như thế nào. Mặt đây ngày khai trương của chị Mai thì sẽ như thế nào? Ngày khai trương của chị Mai chị đã quay sẵn clip để cho các bạn xem như nào rồi. Nhưng thực sự là nhiều khi là chị bận tiếp khách quá, chị không thể nào mà quay lại hết được. Bạn mặt hôm nay bạn này cũng phở phàng rồi. Ngồi xuống con. Mặt hôm nay là cũng phở phàng rồi, từ sáng giờ tiếp khách hùng hồn luôn. Đó, mình quay vào hoa một vòng đi. Xong rồi mình sẽ vào đây rồi chị Mai sẽ kể cho mọi người xem là buổi khai trương này như thế nào nhé. Hôm nay là mình sẽ quay một cái vlog để cho các bạn xem ngày khai trương nó sẽ như thế nào. Đông hú hồn quá. Chào ơi. Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự khai trương của Mai. Cảm ơn hai em hôm nay đã đến ủng hộ chị. Hai em rất là xinh luôn. Chờ anh cò từ nãy đến giờ để chụp ảnh đúng không? Dạ. Ôi giời ơi. Đây. Hello, chào mọi người. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Lại hoa, có quà cho mặt à? Có quà sao chị không có quà? Còn hai quả dưa cho mặt. Đâu hai quả dưa của mặt đâu? Đây bán sẵn cho mặt rồi chị. Thế sao không mình không có quà à? Thế chị chỉ muốn đâu mình mà có quà, thế quà của mình đâu? Đây, nói đùa thôi chứ. Hoa của mình đây rồi. Chị Mai hôm nay nhận hoa là chị Mai vui lắm rồi. Đây, hôm nay khai trương tình hình của đây như thế này. Đó. Ôi giời ơi. Mọi người ơi, em cảm ơn mọi người rất nhiều hôm nay đã đến buổi khai trương của em nhé. Thôi bây giờ là đi từng chỗ một. Cái gì đây ta? Bánh của mật hay cái gì đây nhờ? Đấy, con mật rất là sướng. Lúc nào cũng có họ được. Bánh. Hai quả dưa đó. Em cảm ơn nhiều nhá. Trời ơi, hôm nay mật ấm rồi. Từ giờ đến tối mật nhiều đồ ăn lắm. Đúng rồi, em cảm ơn nhiều nhá. Cho em bắt tay mình cái. Rồi, cảm ơn mình ra mình cái gì? Anh bảo là hôm nay có bán cò không? Thì em bảo là hôm nay là khai trương em giảm giá thân mình 20%. Tức là cửa hàng giảm 20% toàn bộ sản phẩm nên đúng em giảm 20%. Đúng rồi, em cũng giảm 20%. Còn nhiều là còn nhiều. 480. 480.000. Đứng ra ngoài kia xong rồi ra giảm giá cho chị nhá. Khách vào mà ai cũng phải giảm 20%. Được chưa? Nào? Em đứng ra ngoài này. Anh Tuấn. Xong em giảm giá thân em luôn. Em giảm 20% anh có đi không? Sao? Ta lại nhìn thấy cái gì rồi đây này? Tròn tròn rồi đây này. Cảm ơn em rất nhiều. Đây là hoa của chị đúng không? Dạ. Đấy, được, cái hoa chị xin. Đấy, lại hoa. Cầm giúp chị một tí. Ta lại thấy cái gì tròn tròn là từ sáng giờ 6 quả rồi. Cần dư. Mật đây. Mật. Nữa này. Đến. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi giời ơi. Rất nhiều. Tí nữa có khi vớ vẩn đấy sẽ chục quả. Xin cho phép làm một cái clip mà gọi là cái gì? Cả shop ăn kem ké dấu của mật chứ không mật ăn này cả tháng rồi chưa thấy hết nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhà. Rồi. Bạn ngồi chơi nhé.
mà đây, tí nữa mình ăn dưa hấu. Đợi mình tiếp khách xong rồi mình ăn dưa hấu nhá. Ngon quá. Ê, em ơi, em dọn hết chỗ này cho chị, cho em xếp giúp chị tất cả dưa hấu ra đi. Để tí nữa chị chưa có bao nhiêu quả dưa hấu ngày hôm nay. Ok, ok. Co. Dạ. Hi. Hi. Ê, chào em. Mình đi ra đây tắm à? Dạ không, qua chơi. Qua chơi hả? Được, mình qua đây đi chơi đi. Nhưng mà em gái hay em trai đây ta? Em gái. Thảo nào mà tham lắm. Gái hay béo con nhá. Không, mình béo nữa chứ nhờ, mình béo mới xinh chứ nhỉ. Ôi giời ơi. Lôi thôi, lắc thích lắm luôn. Ôi giời ơi. Lôi thôi, lắc thích lắm luôn. Kinh à. Ê, cho tao hỏi không phải, cái này có phải bắt từ Hà Nội vào không? Em đi bộ luôn. Đi bộ luôn. Làm gì có tiền đi máy bay. Để sức bộ mà hơn 2.000 km đến để... Đây là bọn em đã đi bộ từ cách đây 2 tuần trước để... Đẹp không? Đẹp không? Thôi, chạy gió nó vội vã, đi vào. Đi vào đi, nhưng mà nói gì đó, từ từ đó mình phải cảm ơn nhau một cái, chứ không lại bảo là không cảm ơn. Thì chúc chị khai trương gọi là... Nó gọi là cái gì đó thế nào? À, Hồng Phát. À đấy à, cảm ơn em Nhân Phương và em Linh Hy đã bay từ ngoài Hà Nội. Từ từ đây, đợi xíu. Bay từ ngoài Hà Nội để vào dự khai trương của chị. Đã bảo đi bộ làm gì được bay mà này. Thôi đi. Để đâu. Thôi đi, để vào ta, cứ chỗ nào còn trống thì để. Mày đừng có để giữa cái ban đầu của tao được. Mày để giữa cửa nó thế à? Bên này. Ôi giời ơi. Này Huy, cho tao hỏi cái không phải chứ. Sao hoa bé mà cái biển to thế? Tại vì em to nên chữ của em phải to. Chứ hoa bé nhưng mà tấm lòng nó to đúng không? Nào. Phương đâu? Đội chưa? Được đấy, đẳng cấp đấy. Ờ, kính lắm, hai em rất nhiều nhiệt tình từ Hà Nội vào. Đi vào. Xem sóc chị thế nào, Ừ, đi vào. Ác phết, được không? Ở đây là vườn bách thú à? Mẹ rộng mẹ hàng nghìn hecta này. Được không? Cái này đấy. Mà để làm gì đây? Cho chó nằm. À, cho chó nằm. Nếu mà hôm nào không có khách mua chó thì nhân viên có thể nằm đây cùng. Sợ thật đấy. Tí đến đây không cần gì nhiều thôi, cứ mua cho chị khoảng độ chục triệu tiền hàng rồi về nhỉ. Được. Ngày xưa mua chó thì làm mày làm gì đấy? Lệ hồn đi nhé. Lệ mua cái này về để cái kia này. Thiên à. Nằm chó là để con nó vào mình dở. Rất là vị trí của nó. Ngồi đi, chị lấy nước cho. Được. Cứ ngồi à? Được, ngồi đi. Ngồi luôn. À. Dự án nghìn tỷ này đẳng cấp đấy. Được không? Được không? Nghìn tỷ đấy. Chị cố gắng bao nhiêu lâu nay? Hàng hóa đúng hết rồi, còn phụ kiện này. Chứ hàng hóa bán phụ kiện thấy. Nhưng mà sâu đi thế này đâu. Không, mắt mày mù ấy, mày không nhìn thấy. Đây đầy được một đống nữa thấy. Đây là phụ kiện nhưng mà chó mà. À, chó đang trong kia. Tao vào xem chó chiếc con nở thôi mà. Chó chiếc. Đâu? Vào đây mà chơi đi nhá, tao đi tiếp khách đây, hôm nay nhiều khách đông lắm nhá. Sáng đến giờ mới thấy một con coqui sang đây. Mà còn có đuôi nữa chứ, nhìn ghét không có chứ. Mà đây. Em này được cái ấy nhỉ? Dạ được cái. À được à. Thảo nào. Trời ơi, yêu quá. Mày đừng có trêu em nhá. Còn em này là em gì đấy ta? Em này là em gì nhỉ? Em này là em nhưng mà xinh. Nhưng mà xinh này giống như lai Labrador nhỉ? Em cũng chả biết. Nhưng mà mình cho sờ cái em, cho sờ cái thương mà. Thương, sờ cái. Mình lạ đấy nhỉ? Thì gặp mình sang đây chơi nhá. Nhà có xăm môi hả? Có. Ừ, nó bị sùng có mấy ngày rồi chị. À thế thì sùng mũi thì không tắm. Sùng mũi thì không tắm nhá. Đợi khi nào ổn thì tắm nhá. Cảm ơn mình hôm nay đã sang ủng hộ khai trương của nhà em. Ừ, con này trông to đấy. Mày phải béo lên một tí nữa nghe chưa? Mày béo gấp đôi lên nữa mày mới đẹp nghe chưa? Con này con gì đấy ta? Dạ Bắc Kinh. Sao Bắc Kinh nhìn mặt kỳ vậy? Mà lại Nhật. Biết ngay mà, tao bảo sao Bắc Kinh mà mặt thế này. Bắc Kinh mà lại còn mặt phốc sóc á. Mình yêu lắm nhỉ, thương nhắm. Cảm ơn em hôm nay đã qua ủng hộ cá nhân của chị nhé. Rồi. Hôm nay nguyên việc là cứ lượn đi lượn lại quanh cửa hàng như thế này là giảm được bao nhiêu là cân. Thật sự luôn. Mọi người ơi, ở ngoài có bánh với là nước ngọt, mọi người ra dùng giúp em. Em có con mật nhá, em vừa mặc quần áo xong đang sinh. Bạn ơi,
bé em lên đang sinh không ơi chị đây nữa hả nữa hả này cho chị này cho mập tao bảo tao đã bảo rồi hôm nay tao sẽ đi tao bắn dưa hấu chắc chắn luôn cảm ơn em rất nhiều không à, táo cho chị đúng không táo cho chị ok được táo cho chị dưa hấu cho mật rồi xong thật sự ôi giời ơi cảm ơn mọi người rất nhiều 1 2 3 4 5 6 7 8 em ơi mình xinh quá em ạ à. Mình xinh quá xinh quá mặc bộ quần áo xinh quá về nhé em chào mọi người cảm ơn mọi người hôm nay đến khai trương của em chào mọi người em chào mọi người ok này đây người thừa kế của tập đoàn Mật Thị đúng không con cười cười rất sáng sao nhá đúng không cái thơm mẹ cái nào thơm mẹ cái mình sang mình mừng khai trương mẹ mình thơm mẹ cái thơm nhỉ hết cái mình ôi trời ơi vì cười cái mì đấy nhỉ cười có đứa nào mà tặng hoa mà dám để ở trước cửa hàng tao nó giữa cửa hàng như thế này đâu đấy nhưng mà được hợp lý hoa rất đẹp cảm ơn em rất nhiều vì đã đi từ ngoài Hà Nội vào đây để dự khai trương của chị cảm ơn rất nhiều rồi mình chụp với nhau kiểu ảnh cái đấy nhở ôi trời ơi rồi bắt đầu em nhá rồi cảm ơn em rồi cảm ơn em ok rồi cảm ơn em rồi ok bye bye em ok cảm ơn em rất nhiều nhá. Có, okay. Đang chụp khổ. Em xin bạn ơi, em thích con chó này. Mày gà chó nhà người ta tắm mà trước tận nhà hả? Biết là mình có tiền là được. Thời buổi bây giờ thì nếu mà còn ship thằng em sẽ bỏ cho cò luôn. Con ơi trời ơi. Mình sao còn ship thôi. Thôi nha, em hứa. Còn ship lần mà nó. Em hứa. Kinh không? Có dịch vụ ăn cơm tại nhà luôn. Có luôn, chơi luôn. Chơi luôn. đây em khổ em sang bị nó gạ tắm mà bị nó gạ tắm nó gạ ship em tận nhà chủ em cũng ham mê lắm cơ đồng ý luôn ok ôi giời ơi nha mình về nhá xong chiều mình qua chơi nhá ok rồi à, style này cũng hơi lạ nhở style của em cũng hơi kỳ nhở đứa nào tỉa cho em quả lông này đây quả lông này mà mặc lên đẹp lắm ấy yêu lắm mình ơi trời ơi nhìn cái lông này à, Linh ơi tỉa cho tiểu lối style này đi này trời ơi nhìn này cưng quá nhờ em tên gì đây nhở em tên gì ta à tên Bắp hả rồi cảm ơn Bắp hôm nay qua chơi nhá rồi ôi trời ơi mà chưa quay khách VIP đây khách VIP của tôi đây quay đây nào em tên là gì nhở em phải gọi con này là con Lan em này con này là con Lan Anh này con này Lan em ơ thế con này là con Lan em à ôi rồi thì em đã hiểu tại sao là chị lại đặt con này tên là Lan rồi thì em đã hiểu rồi thế bây giờ Lan Anh đúng không Lan em đây còn con này em gọi là con Lan em 2 được không Lan Sa nhưng mà quen gọi Lan em 2 nhỉ tinh quá nhỉ trời ơi cả nhà một cặp luôn 3 con luôn mà ghê thật chứ yêu quá hai em này là đều được bán ở mặt pet ra này em này em xa này trời ơi mệt lắm rồi đấy nhá từ sáng đến giờ là gần trưa là mệt lắm rồi đấy nhá đau ở chân em mà mỗi ngày mà như này là tao sẽ giảm cân luôn tao không cần phải đi tập gym nữa ôi trời ơi mệt tao không muốn ăn luôn ấy thật sự luôn ấy bây giờ là giữa trưa là vãn vãn rồi chiều nay sẽ còn một đợt tổng tấn công kinh hơn mạnh sao lại thích cái trò này lắm nhá tao thích ôm chân mẹ vợ hả bỏ chân mẹ ra nào hả bỏ ra để đi đâu ôm chân đấy sao lại thích ôm chân lắm nào Dương Nhi ơi sướng á ngáp bây giờ ok ạ à? Con ơi ngáp bây giờ con ơi con quả này
mặt ra nhá. Để chơi với mặt đi. Thấy không, thấy không, thấy không? Còn mặt kém em bây giờ bỏ mẹ ra. Không phải đi chơi mặt, đi chơi mặt. Đây là bữa trưa của chúng tôi ngày khai trương. Ê, cho tao hỏi chứ không phải đây có phải cái nhà mèo không? Đúng không ba? Trời ơi, trưng dụng mọi thứ luôn. Quay xong đi để không? Mày cứ ăn đi để tao còn quay. Đây là tranh thủ một tí ăn uống một tí xong rồi tí còn tiếp khách tiếp đây này. Ăn xong cho mặt ăn nhá. Chun chun đi ăn thịt gà nhá. Mày lấy cho con nhá. Ok thịt gà này. Thịt gà cho xin một miếng thịt gà nào. Không không không, chấm vào chấm vào. Cho xin một miếng thịt gà nào. Rồi mình xịt xịt nào, há mồm ngon. Ôi trời ơi. Bây giờ đã là mấy giờ rồi? 4 giờ chiều đúng không em? 4 giờ chiều. 4 rưỡi rồi. Từ sáng đến giờ là chị Mai chưa được nghỉ một tí nào cả. Đứng đau hết cả chân. Mệt phới cả người ra. Thật sự là hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn đối với mình. Tại vì là khách khứa nó vẫn cứ đông nhìn nhịp như thế này từ sáng đến giờ. Nhìn cái đầu cũng không nào mà mình cảm thấy Châu ơi, sao lại có thể lóng được như thế nhiều. Hôm nay là thấu hết đường đồng đen này bán cũng được ấy. Châu ơi. Bác ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay là đến dự khai trương của chị Mai và mặt thối. Đây, mặt thối đây, từ sáng đến giờ mặt thối cũng mệt cũng rồi. Ôi này, này, mệt quá. Nằm ôm đầu dưa hấu ngủ chưa chứ này. Ôi, khai trương nhưng nó phải như thế chứ. Nhập đấy. Bố Ken ơi, bố Ken, cảm ơn bố Ken rất nhiều vì hôm nay đã đến dự khai trương của chị. Mà căn bản là hoa đẹp quá. Đây này, hoa ở góc này này. Đấy, hoa của bố Ken ở góc này kìa. Bố Ken chúc cho mặt mẹ của càng phát triển ra thật nhiều cửa hàng ở Sài Gòn. Quan trọng là phải mang kem để tắm. Đúng không? Trời ơi. Trời ơi. Đây. Mệt quá từ sáng đến giờ. Khổ. Lại một quả dưa hấu nữa khách vừa mang đến à? Bóc hộ cái giấy bọc ra nhìn cho nó ra quả dưa hấu. Ôi chào. Thằng cò nó ôm đống dưa hấu, nó ngủ luôn. Ôi chào ơi. Mày quá sao đừng kệ nó để cho nó ngủ khổ thân nó. Ôi giời ơi. Nhà toàn dưa thôi, sợ thật đấy. Mật thích ăn dưa quá. Mật đâu rồi? Mật cũng mệt rồi. Mật mệt phờ rồi. À, còn kia uống nước rồi, mật mệt phờ rồi. Theo thân mật. Mật ơi. Mật. Mật vào trong kia rồi. Mật. Ra đây con, khổ thân con nhỉ. Cố gắng nhé. Mình sắp xong rồi, nhà mình sắp xong rồi. Tại mọi người hơi bị yêu quý mình nên ta mọi người đến nhiều như thế đấy con ạ. Nhỉ? Quá. Đã chơi đi. Dạ rồi, 1, 2, 3, 2, 3, dạ rồi, ok. Vô cái okay, cho em, vô cái cho em. Ở trong kia, còn chưa kịp ra. Mọi người tạo dáng cho 1, 2, 3, tạo dáng hơn. Còn thả gì đâu vậy phải, ok. Còn hai đứa cầm chó ở trong kia nữa, vẫn đang cũng chó chưa kịp ra. Thôi được rồi, chị rất cảm ơn em nha, vào bán hàng tiếp đi, nhanh không quên đợi. Đúng kia, đúng kia, tao đúng nhưng mà nhân viên tao đông. Tao lụt nhưng mà nhân viên tao đông nhỉ. Rồi. Quá. Rồi. Đi vào đây xem ai chưa. Đi. Ôi giời ơi mọi người ơi. Đến bây giờ là mình đã sắp được nghỉ rồi. Rồi đến bây giờ là mình nhìn mình phờ phạc cái tóc tai là lùm xùm không còn đấy chứ không còn mở nổi mắt ra nữa rồi. Nhưng mà thật sự hôm nay là mình rất vui, vui thật sự luôn. Vui đến mức độ mà bây giờ mặt đờ rồi nhưng mà không biết là tả thế nào cho các bạn hiểu nhưng mà hôm nay thật sự mình rất mệt. Đến bây giờ mình chỉ chờ mong là được về nhà và đi ngủ. Và ngày mai ngồi làm ảnh này rồi làm video các thứ up lên cho các bạn xem. Ngày hôm nay đối với mình là một ngày cực kỳ tuyệt vời. Bây giờ khá đấy cả tiếng rồi tại vì hôm nay nói nhiều quá, khách đến nhiều quá.
hôm nay mình đã quay được rất nhiều khoảnh khắc vui, rồi là tình cảm của mọi người đến dành cho mình cũng như là dành cho bạn mặt. Mình sẽ cố gắng về nhà dựng clip thật sớm để cho mọi người xem. Bây giờ ôi trời ơi, xin phép cho mình kết thúc video tại đây. Bây giờ mệt lắm rồi, không thể nào mà tiếp tục được nữa, mình phở phạc lắm rồi nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại cho mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở clip gần nhất tiếp theo nhé. Các bạn mọi người mệt quá.